lệ quyền kém duyên, tranh mic MC phá nát kịch bản chương trình. Tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2023 vào tối qua, nữ ca sĩ Lệ Quyên lại bị chỉ mặt điểm tên khi bỏ ngoài tai lời nói của MC nôn nóng trao giải trong khi chưa công bố đề cử. Khán giả chỉ trích nữ ca sĩ cho rằng cô quá khích, không biết tiết chế bản thân, làm ảnh hưởng đến chương trình. Thậm chí có người còn cho rằng cả chương trình hơn 4 tiếng đều hoàn hảo, chỉ có riêng phần công bố giải thưởng của Lệ Quyên là có sạn. Nữ hoàng phòng trà còn bị cư dân mạng gọi đùa là bỉ ngạn vàng, vĩnh viễn không gặp lại theo trend bỉ ngạn đang hot. Ngồi dưới kia đã được nhìn mọi người xé rất là khó rồi. Đã xé một ít sẵn rồi cho nó nhanh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hạng mục ca khúc của năm, là ca khúc sẽ được nhiều người yêu thích và có chất lượng và thẩm mỹ âm nhạc do giải hội đồng bình chọn, và chúng ta sẽ có xem clip đề cử ạ. Bây giờ tên đọc ngay nè. Cô em gái của tôi ơi, giải nhận Làn Sóng Xanh 2023 dành cho ca khúc của năm với 34,3 số phiếu của hội đồng bình chọn. Chiến thắng thuộc về ca khúc Mưa Tháng 6.